Sáng nay, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Quỹ Han Sedel HSF phối hợp tổ chức hội nghị các xu thế mới trong thương mại đầu tư quốc tế, cơ hội thách thức đối với Việt Nam. Hội nghị gồm 3 phiên thảo luận chính về một số xu thế mới trong thương mại đầu tư quốc tế và tác động đối với Việt Nam, thực tiễn triển khai hội nhập kinh tế và bài học kinh nghiệm đối với địa phương và doanh nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian đánh giá về thực tiễn triển khai hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là trong việc thực thi các FTA, thực tiễn hợp tác kinh doanh và đầu tư của các đối tác nước ngoài, cũng như các bài học kinh nghiệm đối với địa phương và doanh nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long.